Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với series cẩm năng tân thủ của PUBG Mobile Việt Nam. Đến với chủ đề kỳ này sẽ là chuyên mục so sánh giữa hai dòng súng sniper nổi tiếng K98 và M24. Đây là hai dòng súng sniper spam ngẫu nhiên trong bản đồ duy nhất trong game và sử dụng theo cơ chế bắn từng viên. Nên ta hãy cùng xem dòng súng nào sẽ là lựa chọn hợp lý dành cho bạn. Hãy bắt đầu so sánh lượng sát thương của hai dòng súng. Khi đối thủ không mặc giáp thì ta có thể thấy lượng sát thương cơ bản của M24 cao hơn K98 và cả hai dòng súng đều có thể hạ gục đối thủ chỉ bằng một phát bắn headshot ngắm vào vùng đầu. Tuy nhiên, M24 vẫn có thể hạ gục đối thủ chỉ bằng một phát bắn vào ngực nếu họ không trang bị giáp. Đối với trang bị giáp mũ Level 1 và Level 2, cả hai dòng súng đều vẫn có khả năng hạ gục được đối thủ khi headshot. Nhưng khi bạn ngắm bắn sang phần thân thì lượng sát thương lúc này không còn đủ để hạ gục kẻ địch bằng một viên như khi headshot nữa. Và nếu đối thủ trang bị giáp và mũ Level 3, mặc dù cả hai dòng súng đều không có khả năng hạ gục đối thủ chỉ trong một phát bắn, nhưng nhìn chung M24 vẫn gây ra sát thương cao hơn. Và giờ, chúng ta hãy cùng so sánh vận tốc đạn cũng như điểm rơi đạn của K98 và M24. M24 có vận tốc là 790m mỗi giây, trong khi K98 là 760m mỗi giây. Vận tốc đạn có nghĩa là tốc độ bay của viên đạn. Đạn bay càng nhanh thì thời gian bạn bắn trúng kẻ địch sẽ càng nhanh. Và vận tốc đạn của PUBG Mobile được lấy dữ liệu từ ngoài thực tế nên trong game bạn sẽ có những cảm giác rất chân thật. Tiếp theo là đến điểm rơi đạn. M24 có điểm rơi ít hơn K98 nhờ vào vận tốc đạn bay nhanh hơn. Vận tốc đạn bay càng nhanh thì sẽ càng làm cho điểm rơi đạn càng ít. Điểm rơi đạn chủ yếu xảy ra khi bạn sử dụng súng sniper ở khoảng cách 300m, đạn sẽ rơi trúng vào điểm thấp hơn so với mục tiêu mà bạn ngắm lúc đầu. Điều này diễn ra là do cơ chế trọng lực trong game, nên khi bạn bắn, bạn cần phải ngắm cao hơn bình thường. Đối với ống ngắm 8X, bạn có thể sử dụng chấm đen đầu tiên trên trục dọc để làm tầm ngắm. Cách này rất hiệu quả khi áp dụng với hai dòng súng M24 và K98, mặc dù chúng có vận tốc đạn khác nhau. Tiếp đến, hãy cùng so sánh tốc độ thay đạn. Ta sẽ cùng kiểm chứng chỉ số này khi không có phụ kiện và khi trang bị đầy đủ phụ kiện ra làm sao. Tổng thời gian K98 dùng để thay từng viên đạn lần lượt là 2,4 giây cho viên đạn đầu tiên, 3,1 giây khi đến viên đạn thứ hai, khi đến viên đạn thứ ba là 3,9 giây và 4,6 giây khi hết 4 viên. Trong khi thay cùng lúc cả bằng, K98 chỉ mất khoảng 3,9 giây. Đối với M24, thời gian thay từ 1 đến 4 viên bổ sung vào băng đạn chỉ mất 1,8 giây, nhưng khi thay cả băng đạn sẽ mất khoảng 4 giây. Nên, khi người chơi nạp đạn bổ sung thay vì cả băng, M24 sẽ có tốc độ thay đạn vượt trội hơn K98 khá nhiều. Cho dù có gắn thêm phụ kiện để làm tăng tốc độ thay đạn, M24 vẫn chiếm ưu thế nhanh hơn so với K98. Hãy so sánh tiếp về tỷ lệ bắn, hay còn gọi là tốc độ bắn giữa từng viên đạn. M24 có thể bắn nhanh hơn K98. Điều này sẽ khiến cho M24 có thể tham gia giao tranh tốt hơn hay giành thế chủ động hơn khi trực tiếp đối đầu với K98. Nhưng, khi xét về độ chính xác khi bắn không ngắm, hipfire, K98 lại vượt trội hơn hoàn toàn. Bạn có thể nhận thấy dễ dàng khi thực hiện động tác ghi hồng tâm, crosshair của hai dòng súng. Tiếp đến là độ phát ra tia lửa. Đây là K98 và M24. Và đây là ở khoảng cách xa hơn. Sau thử nghiệm, ta có thể nhận định độ phát ra tia lửa của hai dòng súng là như nhau. Sau đó sẽ là bài thử nghiệm độ lớn của tiếng súng. Hai dòng súng đều có tiếng súng giống nhau ở các khoảng cách khi được thử nghiệm với đầy đủ phụ kiện. Những bài kiểm tra về tia lửa và âm thanh tiếng súng nghe được rất quan trọng, vì ta có thể định hướng được vị trí của đối thủ nhờ vào những đặc điểm này. Kết luận lại, M24 có lượng sát thương cao hơn, vận tốc nhanh hơn cũng như điểm rơi đạn ít. Ngoài ra, tốc độ thay đạn và đặc biệt là khi thay bổ sung cũng nhanh hơn. Trong khi K98 có độ chính xác khi bắn không nhắm vượt trội hơn, cả hai dòng súng đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng biệt. Tuy nhiên, M24 có nhiều điểm vượt trội nên khi nhìn chung, M24 là khẩu súng được đánh giá tốt hơn và được nhiều người yêu chuộng hơn khi lựa chọn giữa hai dòng súng. Hy vọng rằng video hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn. Bạn còn chần chờ gì nữa mà không tham gia PUBG Mobile ngay nào? Hãy nhấn like và subscribe kênh để nhận được các thông tin mới nhất nhé!